Salah luật Pasilos pergi Pasilosis pergi có màu hơi đỏ dài và dẹp là loại sán lớn nhất trong các loại sán ký sinh ở người, chiều dài từ 2-7cm nhân với 0,8-2cm. Mặt thân thì có những gai nhỏ sẽ thành hàng, nhiều nhất là ở gần hốc khẩu bán. Hốc khẩu bán thì ở gần sát hốc khẩu ăn và hốc khẩu bán to hơn. Hốc khẩu ăn ống tiêu hóa có hai nhánh đi tới tận cuối đuôi. Tinh hoàn. Mỗi ngày sán thì có thể để 5.000 trứng. Hốc khẩu ăn đến hốc khẩu bám. Chắc là phải sáng to hơn. Đây, nhìn rõ hớp khẩu ăn là hớp khẩu bám. Đợi tôi một tí. Hớp khẩu ăn là cái bé bé đây. Hớp khẩu bám là cái tròn to. Rồi.